Alo, alo. Và ngay lúc này sẽ là một trận chung kết cung đối đầu giữa các cầu thủ Hồ Phong và Quốc Việt. Trước mắt các quý vị khán giả chúng ta là hai đội bóng Hồ Phong FC và Quốc Việt FC. Và ngay lúc này sẽ là trận chung kết. Chào quý vị khán giả thân yêu tổ truyền thông Gold FPlay. Trước mắt quý vị khán giả chúng ta là những hình ảnh của cuộc đối đầu trận chung kết của giải bóng đá Học đường Bến Tre năm 2024 Champions League. Với lứa tuổi U15 và tiếng còi của trọng tài Trần Quốc Bảo cũng đã được cất lên. Trận đấu sẽ được bắt đầu. Những tình huống nhập cuộc đầu tiên của cả hai đội. Một tình huống dứt điểm từ xa. Nguy hiểm. Liên tiếp là những tình huống ra chân đầy quyết đoán của các thủ hai bên. Gia Huy. Đó là tình huống bỏ mơ cũng đã lựa chọn dứt điểm. Nhưng hữu trí. Nguy hiểm liên tiếp những sự nguy hiểm cũng có của các cầu thủ Hồ Phong đối với khung thành của thủ thành Thành Phát. Tấn Tài đã ra huy để mất bóng nguy hiểm.
Nhất Nam, nhưng cũng đã Gia Huy cũng đã kịp thời sửa sai với tình huống ngăn chặn đường đi bóng của Nhật Nam vừa rồi. Nguy hiểm, đây là tình huống lên bóng của các cầu thủ Hồ Phong. Bên trong nếu như đó là một đường chuyền sớm hơn dành cho Gia Huy trong pha bóng vừa rồi. Ngay lúc này là trận chung kết của giải bóng đá Học đường Bến Tre năm 2024. Liên tiếp là tình huống dứt điểm về phía khung thành của các cầu thủ Hộ Phòng. Dứt điểm. Tiếp tục là những tình huống dứt điểm. Đó là đến từ vị trí của Trường An. Những giây phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhất thì các cầu thủ Hồ Phong cũng đang tràn lên để tìm kiếm cho mình những cơ hội. Để Gia Huy lại là một quyết định dứt điểm. Nhưng ở đó nơi hàng phòng ngự các cầu thủ Quốc Việt vẫn đang có sự chốt chân của Đức Trí, một trong những cầu thủ cũng khá quan trọng trong đội hình của cầu thủ Quốc Việt. Gia Huy, những tình huống quyết định dứt điểm liên tiếp của Gia Huy đã làm cho hàng phòng ngự các thủ Quốc Việt phải dè chừng với cầu thủ áo số 6 này. Đến Trường An, và chúng tôi cũng xin được điểm qua những cái tên sẽ góp mặt trong đội hình cả hai đội ngay lúc này. Ở phía cầu môn của các thủ Hồ Phòng vẫn là sự xuất hiện của thủ thành Trường An. Người đang chơi thấp nhất sẽ là vị trí của Tấn Tài, cầu thủ áo số 23. Gia Huy và Vĩnh Phúc là cái bộ đội hành lang cánh của các thủ Hồ Phòng trong hiệp thi đấu thứ nhất này. Và người chơi cao nhất cũng là một cầu thủ Trường An mang số áo 27. Còn bên phía phần sân đối diện, vì màu áo tương đồng nhau, các cầu thủ Quốc Việt cũng đang sở hữu cho mình những chiếc áo bít. Với sự xuất hiện của Nhật Nam, màu số 10, số 9 là Tấn Lộc, Hữu Trí và đội trưởng bên phía cầu thủ Quốc Việt đó là Quốc Việt, là người cũng đang đảm nhiệm vai trò chốt chặn nơi hàng phòng ngự các cầu thủ Quốc Việt. Và không ai khác cái tên Thanh Phát là người bảo vệ khung gỗ cho các cầu thủ Quốc Việt trong trận chung kết ngày hôm nay. Để Quốc Việt tình huống đưa bóng vào nguy hiểm. Một tình huống mà Quốc Việt cũng đã lựa chọn dứt điểm từ xa. Và thủ thành Trường An cũng đang chơi thực sự tập trung trong pha bóng vừa rồi. Tình huống pha bóng đầy dứt khoát đến từ hàng phòng ngự cầu thủ Hồ Phòng. Nguy hiểm. Đến Nhật Nam. Đã có tình huống để bóng chạm tay đến từ Gia Huy.
Việt Nam thiếu dứt điểm. Một lựa chọn quyết định dứt điểm thẳng. Và thủ thành Trương An cũng đã phải đủ người hết sức để có cản phá tình huống dứt điểm vừa rồi. Nhật Nam. Một tình huống phá bóng đầy dứt khoát đến từ Tấn Tài. Một trong những chốt trận cũng đang cực kỳ rất quan trọng bên phía các cầu phòng. Đây là Vĩnh Phúc. Hoài Báo. Và ngay lúc này Hoài Báo cũng đã có sự quay trở lại. Ngăn chặn đây kịp thời của Quốc Phiền. Đây là Hữu Chí. Và ngay lúc này cầu thủ áo số 5 Trọng Nhận cũng là cái tên tiếp theo đường tung vào đội hình của các cầu thủ Quốc Việt. Giao Huy nguy hiểm. Một tình huống mà Giao Huy cũng đã bằng tốc rất nhanh, nhưng Quốc Việt cũng đã ngã ra rất nhanh sau một tác động nhẹ của Giao Huy trong pha bóng vừa rồi. Giao Huy dứt điểm. Vẫn là Quốc Việt. Một chốt trận đầy chất lượng của cầu thủ Quốc Việt tính đến thời điểm hiện tại. Dứt điểm. Dứt điểm. Liên tiếp là những tình huống dứt điểm đến từ Giao Huy. Một cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Hồ Phòng. Và ngay lúc này thì ban huấn luyện của các thủ Hồ Phòng, huấn luyện viên trưởng cũng đang có những sự chỉ đạo đầy tích cực. Đó một quyết định của trọng tài Quốc Bảo. Đó, tình huống đá phạt cho các cầu thủ Quốc Việt. Một tình huống đá phạt có hiệu lệnh còi. Hàng rào hai đã thiết lập trường khủng bố của thủ thành Trường An. Đóng vào. Một tình huống phạm lỗi ở khu vực sân nhà. Chính xác hơn là một tình huống phạm lỗi ở khu vực đối phương của Nhật Nam trong pha bóng vừa rồi để ngăn chặn tình huống lên bóng nhanh của các cầu thủ Hồ Phòng. Đây là Tấn Tài. Một quyết định dứt điểm thẳng, nhưng tình huống dứt điểm đó là hơi thiếu chính xác. Tình huống cướp bóng nhanh. Đến nhịp độ của hiệp thi đấu thứ nhất cũng đã được đẩy lên rất nhanh và đã có một chiếc thẻ vàng dành cho Nhật Nam. Tình huống quét trụ đối với Vĩnh Phúc trong pha bóng vừa rồi. Vĩnh Phúc cũng đã ngã ra khá nhanh trong tình huống vừa rồi. Những tình huống tác động từ sau là những tình huống thật sự nguy hiểm. Và theo luật bóng đá FIFA cũng đã có những hình thức xử phạt rất nghiêm minh. Không có gì khó khăn, những nhịp độ của trận đấu chung kết cũng diễn ra một cách không quá nhanh, cũng không quá chậm. Đấy, tình huống dứt điểm. Một tình huống xử lý đầy đẳng cấp của Nhật Nam. Bắt vượt một thành công và tình huống bắt bóng về. Những tình huống dứt điểm cuối cùng thì bóng đã đi vọt xa. Ngay lúc này thì khán giả đang đến sân bóng đá NCT là rất đông để theo dõi trận chung kết ngày hôm nay. Đây là Vĩnh Phúc. Giao Huy để mất bóng. Đây là Minh Nhật. Chính xác hơn là Nhật Nam. Tấn Tài cũng đã kịp sửa sai cho đồng đội của mình. Đây là Hữu Trí. Nhật Nam. Bóng ở trong chân của Nhật Nam.
Quả bóng an toàn đến từ vị trí của cầu thủ màu số 6, Gia Huy. Cả hai đội cũng đang tạo ra một lối chơi kiên cố, chặt chẽ, không hấp tấp, không vội vàng. Nhưng đây là tình huống bóng dứt điểm. Tình huống dứt điểm của Vĩnh Phúc, bóng cũng đã chạm tay của Hữu Trí. Một tình huống mà Hữu Trí cũng đã lăn xa để ngăn chặn tình huống dứt điểm của Vĩnh Phúc và bóng đã để bóng chạm tay. Ngay lúc này thì sự trở lại của cầu thủ số 9 Tấn Lộc khá an toàn. Đây là Tấn Tài, bóng đang thuộc về Vĩnh Phúc. Gia Huy, đây là Hoài Bảo, trả lại tuyến hai, dứt điểm. Liên tiếp là những tình huống dứt điểm đầy khó chịu đến từ Gia Huy. Cầu thủ này cũng đang sở hữu cho mình một sự kinh nghiệm, một lối chơi khá mới mẻ và đầy sáng tạo. Đây là Tấn Lộc. Hữu Trí, Nhất Nam, quá người hay. Nhưng đó là một tình huống tác động của Tấn Tài và một chiếc tấm thẻ vàng dành cho cầu thủ mang áo số 23. Một tình huống đá phạt dành cho các cầu thủ Quốc Việt và đây là cơ hội. Một tình huống đá phạt cố định đầy thuận lợi. Thì chưa bóng ngay lúc này Nhật Nam. Dứt điểm. Trường An vẫn đang chơi thực sự tập trung nơi khung của các cầu thủ hậu phòng. Ngay lúc này thì chủ tịch hậu phòng cũng đang có những sự chỉ đạo ngoài đường biên khá tích cực. Để có thể cổ vũ cho các cầu thủ thi đấu trên sân. Dứt điểm. Một đại diện đến từ Thành Phú. Quá người hợp lý, đây là Tấn Lộc. Quá được ba cầu thủ nhưng cũng đã kịp thời lui về. Cũng ngăn chặn kịp thời của Tấn Tài cũng là ngăn chặn đường lên bóng của các cầu thủ Quốc Việt trong pha bóng vừa rồi. Hai đội cũng đang có một lối chơi vào bóng đầy dứt khoát. Tình huống không hiểu ý nhau và hiệp thi đấu thứ nhất kép lại với tỷ số 2-0 chia đều cho hai đội. Một trận đấu đầy kịch tính và hấp dẫn. Vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Và quý vị khán giả, chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong ít phút để rồi quay lại với hiệp thi đấu thứ hai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ừ, nó tha hồi bắt đầu một đống luôn á. Cho phải đọc nó tạm tạm. Rồi anh. Và ngay lúc này chúng ta cũng sẽ trở lại với hiệp thi đấu thứ hai. Trận chung kết tìm ra nhà quán quân. Và đội bóng nào sẽ ca lên ca khúc khải hoàn trong mùa giải năm nay? Và tiếng còi cũng đã được cất lên. Trận đấu đã được bắt đầu. Cả đội đã khép lại với một hiệp thi đấu thứ nhất không có bàn thắng, với sự bộc lốt chặt chẽ và kín kẽ trong nhau thì cả hai đội cũng đang tạo ra một lối chơi đầy chắc chắn cho đối phương. Như vậy đã có một tình huống trọng tài Quốc Bảo quyết định từ một đá phạt cho các cầu thủ Hồ Phong. Check cả hành lang cánh trái theo tấn công của cầu thủ Hồ Phong. Một tình huống xuất phạt với cự ly khá gần nhưng góc sút là khá hẹp. Tấn tay. Đó là một quyết định dứt điểm hàng. Hữu Chí, chính xác hơn là Nhật Nam. Bulu cũng đã khá kinh nghiệm trong tình huống bọc lót của mình. Quốc Phiền, Bế Tấn Lộc, đường vào. Ngay lúc này cũng đã có sự xuất hiện của cầu thủ mang áo số 54, anh Kiệt quay trở lại sân. Muốn phòng ngự kịp thời của Tấn Tài. Cả Hồ Phong và Quốc Việt là hai đội bóng cũng đã xuất sắc vượt qua những cái tên ở vòng bảng và cả trận bán kết để rồi góp mặt trong trận cầu chung kết ngày hôm nay. Và đội nào sẽ ca lên các khúc khải hoàn của giải đấu năm nay? Chúng ta cùng chờ đợi trong những giây phút thi đấu tiếp theo hiệp 2. Để là anh Kiệt. Hoài Bảo. Thì cũng chào bóng lại cho anh Kiệt. Bóng vẫn còn. Nỗ lực đưa bóng vào. Sa Huy. Nhưng đó là một tình huống băng ra kịp thời của thủ thuận Thành Phát. Còn đây là câu trả lời của cầu thủ Quốc Việt. Một tình huống quét trụ đến từ vị trí của Nhật Nam. Và Tấn Tài cũng đã có một tiếng hét thất thanh trong pha bóng vừa rồi. Đánh đầu. Một đánh đầu pha bóng, bóng cũng đã chạm vào Gia Huy. Và tình huống đá phạt cho các cầu thủ Quốc Việt. Mình định dứt điểm từ xa. Đó là một đường truyền dành cho Nhật Nam ở khu vực tuyến trên. Đây là Hoài Bão. Hoàng Người. Vẫn không thể qua được Hữu Chí trong tình huống vừa rồi. Hữu Chí cũng đang chơi một cách tập trung. Dứt điểm. Những tình huống dứt điểm như rồi vừa rồi thì không thể đánh bại được thủ thành Trường An đâu.
Ánh Kiệt, Hoài Bảo, Hoài Bảo, đấy là Quốc Viễn. Ông quyết định đá phạt cho các Quốc Viễn. Đưa bóng vào. Như vậy sau tình huống bất cầu cản phá bóng thì lúc này thủ thành Trường An dường như đang bị đau. Nước. Quý vị khán giả, chúng ta đang theo dõi trận chung kết của giải bóng đá học đường Bến Tre Champions League năm 2024 với lứa tuổi U15. Trận bóng đang được diễn ra trên fanpage Gold App Play. Và quý vị khán giả, chúng ta nếu yêu thích trận bóng này thì hãy cho một lượt like, một lượt chia sẻ để lan tỏa trận đấu này đến với nhiều người hơn. Và trận đấu cũng đã được tiếp tục. Đấy là Anh Kiệt thông qua được Hữu Trí. Hữu Trí đang chơi thực sự trọn vẹn trong giải đấu năm nay. Anh Kiệt, chính xác hơn đó là một tình huống tác động của Hữu Trí đối với Gia Huy. Một tình huống đá phạt cố định khá thuận lợi cho các thủ hộ phòng. Thuận lợi với chiếc chân phải. Sẽ là một tình huống đá thẳng hay là đá theo bài đây? Dứt điểm! Một không dành cho các thủ hộ phòng. Một bàn thắng đến từ giây phút thứ 20. Một không do công của Anh Kiệt đã tình huống mở tài khoản cho trận chung kết ngày hôm nay. Nhưng đây là tình huống phản công của các cầu thủ Quốc Việt. Đưa vào. Vẫn tài vẫn chơi thật sự tròn vai trong tình huống ngăn chặn của mình. Bóng vẫn trong chân của Tấn Tài. Đấy là Gia Huy. Tình huống phản công nhanh. Nguy hiểm. Dứt điểm. Một tình huống phối hợp nhanh của các cầu thủ hậu phòng đã mang lại một cơ hội nguy hiểm cho các cầu thủ áo đỏ. Đấy Tấn Lộc, Anh Kiệt lùi về kịp thời. Đấy là Tấn Tài. Quang ơi, dứt điểm. Vào. Những giây phút thực sự bùng nổ của các thủ hộ phòng. Trường An, người đã liên tiếp ghi bàn thắng cho các cầu thủ hộ phòng, nâng tỷ số lên thành 2-0 cho các cầu thủ áo đỏ. Những giây phút bùng nổ, những giây phút tràn lên của các cầu thủ hậu phòng. Sau những phút lơ là thiếu tập trung của hàng phòng ở Quốc Việt, thì họ cũng đã phải trả giá với hai bàn thắng chóng vánh của các cầu thủ hậu phòng. Ngay lúc này thì Văn Thảo là cái tên cũng được tung vào sân. Văn Thảo cũng đã phải nhận một tấm phiếu bé ngoan sau khi được tung vào sân ít phút. Đứng trước bóng ngay lúc này sẽ là Nhật Nam. Dứt điểm. Đúng dứt điểm không thực sự chính xác của Nhật Nam. Phát bóng khá mạnh của Trường An. Ngày hôm nay thì Trường An cũng chơi rất tốt. Đúng bóng. Quốc Phiểu. Nhật Nam mất bóng nguy hiểm. Giao Y. Trường An.
Hân. Không có một điểm chạm cuối cùng của Trường An trong pha bóng vừa rồi. Trường An. Nhưng đó là tình huống phá bóng dứt khoát của Nhật Nam. Tỷ số ngay lúc này là 2-0 dành cho các cầu thủ Hồ Phong. Các cầu thủ Quốc Việt họ phải tràn lên. Họ cũng có những cơ hội thật sự rõ ràng. Nhưng những tình huống đi bóng cuối cùng chưa thực sự thanh thoát để rồi có bàn thắng cho mình. Nhưng thời gian nó vẫn còn. Dứt điểm. Thời gian vẫn còn rất nhiều cho các cầu thủ Quốc Việt. Các cầu thủ Quốc Việt cố lên. Mùa giải năm nay thì đại diện của thành phố đó là cầu thủ câu lạc bộ Hồ Phong. Mang đến một đội hình đầy chất lượng với rất nhiều sự góp mặt của những cái tên trẻ. Để Quốc Phiêu. Tình huống Quốc Phiêu đi bóng không thể qua đường hàng phòng ngự cao thủ Hồ Phong. Quang Vinh cũng là cái tên sẽ đóng vai trò chốt chặn trong những giây phút tiếp theo của hiệp thi đấu thứ hai. Dứt điểm. Một tình huống dứt điểm của Nhật Nam. Nhật Nam cũng đã rất chịu khó dứt điểm. Nguy hiểm. Nhật Nam dứt điểm. Bóng vẫn còn. Để Tấn Lộc. Ngay lúc này thì Nhật Nam cũng sẽ được cho ra nghỉ. Và cái tên tiếp theo tung vào sân nó sẽ là cầu thủ mà số 5 Trọng Nhân. Quốc Phiền. Dứt điểm. Nguy hiểm. Gia Huy. Vẫn không vào. Một đường chuyền mà Quốc Phiền cũng đã thật sự lỡ nhịp. Nhưng thủ thành Thành Phát cũng đã sửa sai cho đồng đội của mình. Để Quang Vinh. Gia Huy. Đúng đẩy bóng hơi mạnh. Ở nhịp đỡ bước một của Gia Huy. Lựa chọn là sức tầm thẳng. Bóng cũng đã được đưa vào lưới. Lấy tay che máy đi với. Quang Vinh. Tình huống bọc lót đầy kín kẽ của các cầu thủ Quốc Việt. Vâng. Trúng mặt thì còn lành chứ trúng máy không sửa được đâu nhá. Hư á. Ngay lúc này thì trọng tài Trần Quốc Bảo cũng đang điều hành trận đấu này một cách công minh để đưa ra những quyết định chính xác cho các cầu thủ hai bên. Tung lên bóng của các cầu thủ Quốc Việt. Quang Vinh. Tấn Tài. Tấn Tài vào. Đó là một tình huống mà bóng đã khẽ chạm vào cột dọc. Nhưng chính xác hơn đó là một tình huống phá bóng. Và rất may mắn thì không có tình huống đút lưới nhà. Đưa bóng vào, nguy hiểm. Tình huống mà thủ thành Thành Phát cũng đã dùng đôi tay của mình để cản phá tình huống đá phạt của các thủ Hồ Phong. Với một cách biệt là 2-0 thì ngay lúc này các cầu thủ Hồ Phong cũng đang chơi một cách thoải mái và cảm giác cần. Tình huống tác động của Quang Vinh đối với Tấn Lộc. Một bàn thắng sẽ là một nút thắt cho các cầu thủ Quốc Việt ngay thời điểm lúc này.
dứt điểm là quá mạnh. Thời gian vẫn còn cho các thủ Quốc Việt, nhưng ở đó vẫn còn hàng phòng ngự cầu thủ Hồ Phòng đang chơi một cách kín kẽ. Nguy hiểm. Thủ thành Trường An cũng đã kịp thời băng lại trong pha bóng vừa rồi. Gia Huy. Tình huống đi bóng hơi dài của Gia Huy. Gia Huy không vào. Tình huống mà Quốc Quyền cũng đã kịp thời để lùi về phòng ngự, ngăn chặn tình huống dứt điểm của Gia Huy. Dứt điểm. Những giây phút, những nhịp độ của trận chung kết cũng đã được đẩy lên khá cao. Dứt điểm. Ngay lúc này thì bên phía ban huấn luyện của các cầu thủ Quốc Việt, huấn luyện viên trưởng cũng đã đứng sát đường biên để chỉ đạo các cầu thủ của mình. Đưa bóng vào. Tình huống phá bóng đầy dứt khoát của Hoàng Bình. Nguy hiểm. Dường như thì các cầu thủ Quốc Việt cũng đã bị xuống sức. Vậy là một quyết định của trọng tài Trần Quốc Bảo từng đá phạt cho các cầu thủ Hồ Phòng. Dứt điểm. Bóng đã chạm vào hàng rào của các cầu thủ Quốc Việt trong pha bóng vừa rồi. Tấn Tài. Nguy hiểm. Để Tấn Lực. Đi bóng của Tấn Lộc cũng không được qua được Quang Vinh cho pha bóng vừa rồi. Trận đấu cũng đang trôi về những giây phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai và tỷ số ngay lúc này là 2-0. Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả chúng ta đang theo dõi trận đấu này trực tiếp qua phần mềm của Netplay. Giải bóng đá được diễn ra tại sân bóng đá NCT có địa chỉ tại xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Đó là một tình huống mà Nhật Nam. Và đúng lúc này thì tiếng còi điều hành chính của trận đấu này, ông Trần Quốc Bảo cũng đã được cất lên. Một chiến thắng trọng vẹn cho các thủ Hồ Phòng. 2-0 sẽ là tỷ số của trận chung kết. Và người ca lên ca khúc khải hoàn sẽ là các cầu thủ Hồ Phong. Và các cầu thủ Quốc Việt cũng không có gì phải buồn cả. Họ cũng đã cống hiến một mùa giải đầy kích tính và hấp dẫn. Xin cảm ơn tất cả các đội bóng chúng ta đã có mặt và góp mặt trong mùa giải năm nay. Một mùa giải thật sự thành công và mang đến những sự trải nghiệm cho tất cả các cầu thủ trẻ, để rồi trong thêm bước vào năm học mới. Và xin được kính chào quý vị khán giả chúng ta cũng đã theo dõi trận đấu này qua phần mềm của Netplay. Mùa giải của chúng tôi đến đây là xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.